Ông lão đánh cá và con cá vàng. Ngày xưa, có hai vợ chồng già không có con cái ở trong túp lều rách nát bên bờ biển xanh. Ngày ngày, ông lão đi chài lưới, còn bà lão ở nhà quay sợi, phá may. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, đôi vợ chồng già nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Một hôm, ông lão quăng lưới, vừa làm, ông vừa lẩm nhẩm: "Cầu xin biển cả vĩ đại cho con có miếng cơm hôm nay." Ông lão kéo lưới lên, chỉ có những giọt nước từ trong lưới rơi ra, còn lưới thì trống không. Ông lão không hề buồn bã, ông chậm rãi quăng lưới xuống lần thứ hai. Lúc kéo lên, trong lưới chỉ có sông rêu và cỏ rác, chẳng mảy may có con cá con tôm nào mắc lưới cả. Ông lão lại chậm chậm quăng lưới lần thứ ba. Miệng ông vẫn không ngừng lẩm nhẩm cầu xin biển cả bao la hãy thương lấy vợ chồng ông. Lần thứ ba kéo lưới lên, trong lưới có một con cá vàng óng. Cá cất tiếng người và nói với ông lão: "Cụ già ơi, xin cụ thả tôi về biển, tôi sẽ mang ơn cụ. Cụ cần gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng ngay." Ông lão vô cùng kinh ngạc, trong lòng pha chút sợ hãi, vì ông đã làm nghề chài lưới bên bờ biển này trên 33 năm, chưa bao giờ thấy con cá biết nói cả. Ông vội vàng thả cá về với biển. Ông nói với cá những lời thân thiết nhất: "Chúa sẽ phù hộ cho mày cá ạ. Ta chẳng cần mày đến cả. Ta đã quá già rồi. Ta chẳng cần gì nhiều đâu. Thôi, hãy về với biển cả. Hãy về chúng tự do của mày cá nhé." Cá lượn mấy vòng như muốn chia tay, rồi từ từ lặn xuống biển sâu thẳm. Về đến nhà, ông lão kể mọi chuyện cho bà lão nghe. Ông nói bằng giọng vui vẻ, ấm áp như vừa chia tay một người bạn thân thiết. Cuối cùng, ông nói: "Tôi đã thả nó về với biển cả và bảo nó rằng mình già rồi, chẳng cần đòi hỏi gì nhiều. Con cá đã lưu luyến chia tay tôi trước khi bơi đi." Không để cho ông lão nói xong, bà lão nóng nảy ngắt lời: "Trời ơi, sao mà ông ngu xuẩn đến vậy? Sao lại không đòi con cá đền ơn? Ông chẳng thấy cái máng gỗ nhà mình đã nứt vỡ, sao không xin cá cho một cái nắng vỗ gỡ mới kia chứ?" Thế là ông lão ra bờ biển, ông thấy mặt biển lằn tằn gợn sóng. Bỗng cá vàng ngoi lên mặt nước, bơi lại phía ông và cất tiếng hỏi: "Chào ông lão, ông cần gì ở tôi không?" Ông lão ngượng nghịu vái cá vàng một vái và lúng túng nói: "Cá vàng ơi, xin cá giúp tôi một việc. Bà lão nhà tôi không để cho tôi được yên. Bà ấy cần cái máng gỗ mới. Quả thật chiếc máng nhà tôi quá cũ kỹ và nứt vỡ, không thể dùng được nữa." Cá vàng nhanh nhẩu nói: "Có gì khó đâu, ông hãy về nhà đi. Nhà ông sẽ có một cái máng gỗ mới ngay lập tức." Ông lão quay về nhà, quả nhiên giữa sân là một cái máng gỗ mới tinh, nằm đúng chỗ máng cũ kỹ, sức mẹ vẫn nằm lăn lóc hàng ngày. Vừa nhìn thấy ông lão đầu ngõ, bà lão đã tru trẻo lên: "Đó là cái đồ đần độn, chẳng lẽ ông lại chỉ đòi một chiếc máng gỗ? Có cái máng có đáng là bao, mau ra biển cầu xin cá một căn nhà gỗ cho tử tế một chút." Ông lão lại quay ra biển. Lúc này mặt biển lô nhô sóng dậy, không còn lăng tăng êm ả như lúc đầu nữa. Ông lão gọi tên con cá. Cá vàng liền nổi lên và cất tiếng: "Chào ông lão, ông cần cái gì nữa đây?" Ông lão vái cá vàng một vái và nói: "Cá vàng ơi, xin cá rủ lòng thương. Bà lão nhà tôi kêu gào chẳng để tôi yên. Bà ấy cần một căn nhà gỗ." Cá vàng ngay lập tức đáp lời: "Ông không có gì phải áy náy cả. Cầu Chúa phù hộ cho ông. Ông bà sẽ có nhà mới bằng gỗ. Thôi, ông hãy quay về nhà đi." Ông lão quay về chỗ nhà cũ. Căn nhà rách nát không còn nữa. Trước mắt ông là căn nhà gỗ khang trang, lợp ngói đỏ sực. Đỉnh nóc nhà nhọn hoắt
là chiếc ống khói cao phút. Cửa ra vào và cửa sổ đều bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Bà lão đang ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn thấy ông lão quay về, bà lão chỉ tay vào mặt ông và nói như rít lên: "Thật là đồ ăn hại, đồ ngu xuẩn, đồ đần độn, chỉ đòi một cái nhà gỗ quê mùa này thôi ư? Nên nhớ rằng ta không muốn là người đàn bà bình dân nữa, ta phải là quý tộc, một bà quý tộc, hiểu chưa?" Ông lão chưa kịp hé lời đã lủi thủi đi ra biển. Lúc này mặt biển bắt đầu nổi cồn lên. Ông lão buồn bã cất tiếng gọi cá. Cá vàng nổi lên và cất tiếng hỏi: "Ông cần gì nữa, mau nói nhanh lên." Ông lão vái cá một vái và nói: "Bà lão nhà tôi bị điên thật rồi. Bà ấy không muốn là người bình thường, chỉ thích được là một bà quý tộc thôi." Cá vàng trả lời ngay: "Chẳng có gì phải áy náy cả, ông cứ quay về đi, Chúa sẽ phù hộ cho ông." Ông lão quay về nhà lầm lũi bước đi, lòng buồn bã. Lúc về đến nhà vừa ngẩng đầu lên, ông lão vô cùng sửng sốt, thấy bà lão đứng trên bậc thềm cao, trên mình khoác bộ áo màu mè lề loẹt, đầu đội mũ giác bạc, theo kim tuyến là biểu tượng của giới quý tộc. Trên cổ và hai tay đeo đầy vàng bạc đá quý, dưới chân đi một đôi hài da nai màu đỏ sực. Bà quát nạt gia nhân và đuổi ông xuống ở chuồng ngựa. Hôm sau, bà lão quý tộc lại dở chứng những lần trước. Lần này bà ta lồm lộm chửi rủa ông lão nặng lời hơn. Đang đêm, bà ta đi xuống chuồng ngựa, bắt ông lão ngồi dậy, nghe bà ta quát mắng: "Bước ngay ra biển, đi ngay bây giờ, nói với cá vàng, ta đã chán là một bà quý tộc thấp hèn. Ta muốn làm nữ hoàng, tự do ngang dọc, tự do hành động trên đầu cổ mọi người." Nghe mụ ta nói vậy, ông lão sợ hãi, giật bắn người. Ông lão nài nỉ khẩn cầu: "Hỡi bà quý tộc, hỡi bà lão yêu quý của tôi, bà bị điên rồi sao? Đến việc đi lại, nói năng, bà còn chưa biết xử sự làm sao cho phải. Làm sao bà lại đòi làm nữ hoàng? Bà định làm trò cười cho bàn dân thiên hạ cả đất nước này sao?" Bà lão quý tộc lập tức nổi trận lôi đình, hùng hổ tạt tay ông cụ, đến nỗi ông loạn choạng quay đi mấy vòng, hai tay ù lên. Mụ ta rít lên từng tiếng: "Tình mọi dơ bẩn, mày dám tranh cãi với ta, đi ra biển ngay, nếu không ta sẽ cho bọn chúng nó lôi đi." Thế là ông lão lại thập thỏm bước đi ra biển. Mặt biển bỗng tối sầm, sóng dữ chồm lên từng đợt lao vào bờ, dồn dập tung bọt trắng xóa dưới chân ông lão. Ông lão nhẫn nhục, khẽ khẽ gọi cá vàng. Cá vàng lại nổi lên, bơi đến chỗ ông lão và nói: "Cần việc chi nữa, hỡi ông lão đánh cá." Ông lão lại kể mọi chuyện với con cá vàng. Sau khi vái cá liên tiếp hai ba vái, ông nói bằng giọng buồn bã, nhục nhằn, xấu hổ, như một người có tội lỗi nặng nề. Cá an ủi ông: "Chẳng có gì phải áy náy cả, Chúa sẽ phù hộ cho ông. Ông về đi, vợ ông sẽ trở thành nữ hoàng." Ông lão quay trở về, trước mặt đông đảo quân lính nài nịch mũ mão gươm sáng, đứng canh xung quanh cung điện. Bà lão giờ đây đã là một nữ hoàng uy nghi, ngự trên ngai vàng, sơn son thiếp lộng lẫy. Xung quanh bà là những viên đại thần đầy uy quyền, kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui, tất cả toát lên một không khí nghiêm trang cung kính, rực lên một màu vàng son chói lọi. Bà lão đang được vô số kẻ hầu người hạ dâng lên những thứ ngon vật lạ,
họ cung kính dâng lễ vật ngang tầm tay của bà. Giờ đây, bà thực sự là một nữ hoàng quyền uy lừng lẫy. Trước cảnh gương giáo sáng loà vàng son rực rỡ, binh lính nài nịch rầm rập qua lại với những tiếng thét gọi, những tiếng vân dạ ghép nép đầy sợ sệt đã khiến ông lão kinh hồn. Ông chắp tay quỳ xuống và tâu: "Kính chào nữ hoàng uy nghiêm, chắc trong lòng bà giờ đây đã được hoàn toàn mãn nguyện rồi chứ hả?" Bà lão liếc xuống, tức đám lính ùa tới lôi ông lão ra ngoài. Chúng vung gươm giáo đặt ngay cổ ông lão và quát: "Tha cho tội chết, hãy cút xéo ngay lập tức." Dân chúng từ xa chứng kiến cảnh đó cười với nhau, họ nói: "Thật là một ông lão ấm ớt, với thân phận con sâu con kiến mà cũng dám bước vào chốn uy nghiêm ấy. Đó cũng là bài học cho kẻ không biết thân phận của mình." Và cứ thế thời gian trôi đi được vài ba tuần lễ, một hôm bà lão nổi cơn giận dữ. Bà ra lệnh lôi ông lão lên để bà truyền lệnh. Vừa trông thấy ông cụ, bà lão quát lớn: "Bước ra biển ngay, nói với con cá vàng rằng ta chán là một nữ hoàng trên mảnh đất bẩn thỉu này rồi. Ta muốn được làm nữ bá vương của biển cả. Như vậy ta sẽ được dọc ngang trên mặt biển. Chính cá vàng phải đến để thi hành mệnh lệnh của ta." Ông lão thật sự kinh hoàng khi nghe được lệnh ấy, nhưng ông quá sợ hãi không dám cãi lại, thậm chí không cất nổi nên lời. Ông lại quay ra bờ biển, mặt biển lúc này đang sục sôi sóng lớn. Tất cả là một màu đen khủng khiếp. Sóng biển trào lên giận dữ. Ông lão khẽ khẽ gọi cá vàng. Vừa gọi cá, ông vừa khóc nức nở. Cá vàng hiện lên và hỏi: "Ông cần gì nữa đây?" Ông lão kể hết sự tình với cá vàng. Ông cầu xin cho bà lão trở thành nữ vương của biển cả. Cá vàng không nói một lời nào, chỉ quẩy đuôi lập tức lặn sâu biển lớn đang ầm ào sóng dữ. Ông lão đợi một lúc lâu mà không thấy phản hồi, đành quay về đến chỗ gần cung điện. Ông lão ngạc nhiên trước mắt, vì trước mắt ông là túp lều tranh rách nát năm xưa của mình. Bà lão già nua nhăn nhúm đang ngồi ủ dột trên bậc cửa. Trước mặt bà lão vẫn là cái máng gỗ vỡ nát cũ kỹ đã dùng từ bao năm nay. Trước cảnh đó, ông lão hơi mỉm cười im lặng. Tất cả trở lại bình yên như bao năm tháng đã trải qua.